tuần tháng 12, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa đã tăng mạnh so với cuối tháng 11 năm 2023. Cụ thể, theo dữ liệu từ trang giacafe.com, cà phê thu mua tại khu vực tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông có giá cao nhất là khoảng 67.000 đồng 1 kg, tăng khoảng 7.000 đồng 1 kg so với thời điểm đầu tháng. Giá cà phê Nhân Xô tại tỉnh Lâm Đồng được thu mua với giá 66.300 đồng 1 kg, tăng 6.200 đồng 1 kg so với hồi đầu tháng. Theo thương lái, giá cà phê nội địa đang duy trì mức cao do nhu cầu mua lớn của các doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp FDI. Nhiều dự báo cho rằng từ nay đến hết tháng 4 năm 2024, khi Indonesia vào vụ mới, thì tình trạng nguồn cung khan hiếm vẫn diễn ra, khiến giá cà phê nội địa của Việt Nam sẽ tăng ít nhất đến tháng 4 năm 2024.